Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng đã sập hầm Thủ tướng trong vụ lấp vịnh Hạ Long như thế nào. Chuyện dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hạnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam là vịnh Hạ Long được các thế lực trong đảng khai thác tối đa. Họ muốn dùng dự án này để vạch tội Thủ tướng Phạm Minh Chính, người mong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm trừ họa trước khi nghỉ hưu. Ông Phạm Minh Chính vốn là một trung tướng tình báo, từng giữ chức Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam, được cho là đệ tử của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Chính được bà Dũng đưa về làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 trong một danh sách những nhân vật thân cận để phục vụ cho kế hoạch hậu chiến. Dự án khu đô thị 10B phường Quang Hạnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thời ông Ba Dũng làm thủ tướng từ năm 2006 cho đến năm 2015 cũng là giai đoạn mà ông Chính làm bí thư Quảng Ninh. Giới thạo tin tiết lộ bà Lê Thị Bích Chân, vợ ông Phạm Minh Chính, một tuần đi kinh lý Quảng Ninh để thu tô thay chồng 2 ngày. 5 ngày còn lại bà Chân ở nhà thủ tướng Dũng giúp bà Kiệm, vợ ông thủ tướng làm việc nội trợ, thậm chí đến cả móc cống nhà bà X cũng là bà Chân, đó là lời đồn. Nói như thế để thấy Tổng Bí thư Trọng phòng xa Phạm Minh Chính cũng không phải là thừa. Bởi ông Trọng khi ở trong cương vị Tổng Bí thư đã gây quá nhiều thù và cũng chuốc quá nhiều oán với các đồng chí của mình. Chưa có một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nào như Tổng Bí thư Trọng kể từ khi ông Trọng trở thành Tổng Bí thư từ năm 2011 cho đến nay. Ông thường xuyên kéo bài kết cánh để đánh đấm với các phe nhóm nhằm hạ bệ những nhân vật mà ông không ưa, mà hầu hết là đàn em của Ba Dũng hay của Trần Đại Quang. Điều đáng nói là những Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Vũ Nhôm và một loạt các trưởng Bộ Công an đàn em của Trần Đại Quang bị xử lý kỷ luật và tống giam. Nhưng người của ông Trọng dù phạm tội nặng hơn vẫn bình an vô sự, như cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là một vụ điển hình. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng, đó là lý do mà theo giới thạo tin tiết lộ hơn ai hết, Tổng Bí thư Trọng rất hiểu quy luật ngàn đời. Cá ăn kiến rồi sẽ tới lúc kiến sẽ ăn cá. Cho nên ban đầu ông Trọng định ngồi ghế Tổng Bí thư cho đến lúc chết để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, việc ngồi dai cho khoai tôi nát, ông Trọng xem ra bất khả thi. Bởi tuổi cao, sức yếu và càng ngày thực tế càng cho thấy ông Trọng đã mất uy tín trong đảng. Trước đây, Tổng Bí thư Trọng nuôi ý đồ tạo dựng một bộ chính trị, trong đó 2/3 là người thân cận. Cả bốn tứ trụ đều là các nhân vật mà ông Trọng có thể kiểm soát được sau khi ông Trọng nghỉ hưu. Nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không chỉ cản bước tiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mà bản thân ông Chính cũng có tham vọng không kém. Ông Chính có ý định chiếm ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 vào năm 2026. Tổng Trọng phải diệt Thủ tướng bằng mọi giá vì lý do là như vậy. Song trời bất dung gian, tại cả hai hội nghị trung ương lần thứ 7 vào tháng 5 năm 2023 và lần thứ 8 vào tháng 10 năm 2023, kế hoạch diệt Thủ tướng Chính đều thất bại. Vì vậy, câu chuyện dự án khu đô thị 10B ở Cẩm Phả, Quảng Ninh với diện tích khoảng 31 ha, trong đó có 3,8 ha thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long, được cho là câu chuyện tiếp nối của quyết tâm hạ bệ Phạm Minh Chính. Đáng ngạc nhiên, phản ứng của Thủ tướng Chính hết sức bình tĩnh. Ngay lập tức sau khi vụ việc rộ lên, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra phản ứng của báo chí, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 25 tháng 11. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam, chớ trêu, người ký văn bản kể lại chính là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, một người thuộc phe Hà Tĩnh, một nhân vật được cho là xích của ông Trọng và phe cánh cài vào với mục đích là theo dõi các hoạt động của chính phủ. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi còn là bộ trưởng cũng là người đã ký chấp thuận dự án mà ông Trọng đang nỗ lực bới lông tìm vết. Dư luận thắc mắc dự án này đặt tên là dự án khu đô thị 10B. Liệu nó có liên quan gì đến việc ám chỉ lớp 10B của ông Tổng Trọng hay không? Có ý kiến thì nghi ngờ rằng đó là cái bẫy của Thủ tướng Phạm Minh Chính và ban lãnh đạo Quảng Ninh khiến Tổng Trọng bị sập hầm. Đó là lý do vì sao việc báo chí khơi mào cho vụ lấp vịnh Hạ Long để phân bổ bán nền đã bị chìm xuồng rất nhanh.
Xem ra cuộc đấu đá Trọng Chính còn nhiều pha kịch tính. Ông Trọng và đồng bọn còn nhiều trò. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tổng Trọng đã sập hầm Thủ tướng trong vụ lấp vịnh Hạ Long như thế nào. Quan hệ Việt-Trung xấu đi, quyền lực của Tổng bí thư Trọng sa sút nói lên điều gì? Trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tranh giành ảnh hưởng trên toàn cầu ở khu vực Asia đang căng thẳng, thì việc Việt Nam bất ngờ nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên mức đối tác chiến lược toàn diện chắc chắn sẽ làm cho Nga và Trung Quốc hết sức giận dữ. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đáp lại chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào năm 2022 đã bị hoãn đi hoãn lại rất nhiều lần và cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Với nhiều lý do khác nhau, ban đầu chuyến thăm này được hoãn từ cuối tháng 10 sang đầu tháng 11 năm 2023, nhưng rồi có khả năng sẽ lại hoãn tiếp đến tận cuối năm 2023. Trung Quốc, Việt Nam trao đổi thẳng thắn và thân thiện về mối quan hệ song phương. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân vào ngày 10 tháng 11 khi trả lời câu hỏi các phóng viên tại Bắc Kinh rằng liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có sang thăm Hà Nội hay không? Họ Vương nói rằng ông không có thông tin gì để cung cấp. Đó có thể chỉ là chỉ dấu cho việc hoãn lại chuyến thăm vô thời hạn hay sao? Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA trong bản tin Bắc Kinh, Trung Quốc, Việt Nam trao đổi thẳng thắn và thân thiện về quan hệ song phương cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc hội đàm thẳng thắn và thân thiện với người đồng cấp Việt Nam tại Hà Nội vào hôm 9 tháng 11 về các vấn đề song phương, biên giới, đất liền và hàng hải. Đó là cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Nguyễn Minh Vũ. Đáng chú ý, theo một hãng tin quốc tế tiết lộ, cuộc gặp này trước đó không được Bắc Kinh tiết lộ và đến nay cũng không được báo chí của nhà nước Việt Nam loan tin. Về chuyến thăm của Thứ trưởng Tôn Vệ Đông đến Hà Nội mới đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ cho biết Trung Quốc và Việt Nam đã đi sâu trao đổi về quan hệ song phương các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước, cũng như các vấn đề quốc tế khu vực hai bên cùng quan tâm. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân tại Bắc Kinh cho biết rõ hơn, hai bên hoàn toàn khẳng định những nỗ lực chung nhằm duy trì sự ổn định của tình hình hàng hải trong những năm gần đây, tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường đối thoại và tham vấn cũng như giải quyết thỏa đáng những khác biệt giữa hai bên. Theo giới phân tích, một chuyến thăm của một phó ngoại trưởng Trung Quốc lại diễn ra trong bí mật và những trao đổi liên quan tới vấn đề tình hình hàng hải trong những năm gần đây, tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường đối thoại và tham vấn cũng như giải quyết thỏa đáng những khác biệt giữa hai bên. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Tập Cận Bình của Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Điều này cho thấy hồ sơ Biển Đông cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội đối với Trung Quốc nó có thể quan trọng hơn về Việt Nam có những chỉ dấu thắt chặt với Hoa Kỳ. Lâu nay, trong mắt của giới phân tích chính trị quốc tế cũng như ở Việt Nam đều có chung một nhận định rằng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là một người thân Trung Quốc. Không chỉ vì ông Trọng là người kiên định với chủ nghĩa xã hội mà còn vì Tổng bí thư Trọng dựa vào Trung Quốc để mà duy trì quyền lực độc tôn trong nội bộ những người Cộng sản Việt Nam. Điển hình là vào năm 2014, khi xảy ra sự kiện Bắc Kinh đưa giàn khoan HD981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển gần nhất chỉ có 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn có 119 hải lý, Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải của Việt Nam. Khi đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng một số ủy viên chính trị đã đề nghị Tổng bí thư và tập thể Bộ Chính trị thông qua cho phép công bố một nghị quyết về việc Việt Nam phản đối hành động của Bắc Kinh, song đã không được chấp nhận. Sau đó, ngày 8 tháng 12 năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 đã khẳng định rằng các bác thấy vấn đề Biển Đông chúng ta giải quyết như thế có đúng không? Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào? Chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được hay không? Thế nhưng tại sao thời gian gần đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tập thể ban lãnh đạo Việt Nam đã đẩy mối quan hệ Trung Việt rơi vào tình trạng cơm không lành, canh không ngọt như hiện nay? Tổng bí thư, nếu đụng độ trên biển ta có ngồi đây được hay không? Điều đó liên quan gì đến sự xuống dốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
và thế đi lên của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, một phần tử cũng thân Bắc Kinh. Sau Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, người ta tin rằng ông Trọng sẽ buộc phải nghỉ khi kết thúc đại hội lần thứ 13. Câu trả lời là với sự bành trướng của Tập Cận Bình hiện nay, nếu Việt Nam không có lập trường kiên quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông mà vẫn cứ hèn nhát như Tổng Trọng, thì chắc chắn Biển Đông sẽ rơi vào tay Bắc Kinh. Nếu như vậy, kể cả khi đã nghỉ hưu, Nguyễn Phú Trọng sẽ không có chỗ để chôn xác trên đất nước Việt Nam, mà có lẽ phải mang xác sang chôn nhờ đất phương Bắc, như ông Hoàng Văn Hoan đã và đến nay đã phải làm. Ông Trọng đã thức tỉnh ra điều đó hay chưa? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Quan hệ Việt-Trung xấu đi, quyền lực của Tổng Bí thư sa sút lên, nói thành điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.